chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, dùng điện bẫy chuột trên ruộng lúa, người tử vong, kẻ tù tội. Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh tranh cãi giữa một nữ sinh và thầy giáo ở Khánh Hòa ngay đầu tiết học. Nữ sinh có những lời lẽ thô tục, xưng bày tao với thầy giáo đã gây bức xúc dư luận. chào quý vị thính giả. Tôn sư trọng đạo, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một lần nữa được nhắc lại qua đoạn clip đáng buồn. Thế nhưng sự việc nữ sinh hỗn hào với thầy giáo trong clip lại đưa đến những ý kiến trái chiều trong dư luận và các chuyên gia giáo dục. Và câu chuyện này sẽ được chúng tôi đưa ra bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Tuyết Vân và Ngự Bình. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022, ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam 92 năm qua hội liên hiệp phụ nữ việt nam ngày càng phát triển lớn mạnh phát huy truyền thống phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang Bằng nghị lực tài năng sáng tạo, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển gia đình, cộng đồng xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới, kết tinh thành những phẩm chất đạo đức tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam, những bông hoa đất Việt đang không ngừng vươn tới chuẩn mực. Phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng. Nhân ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, Thay mặt cho những người thực hiện chương trình 24 giờ chuyển động, chúng tôi xin gửi những lời tri ân, yêu thương và tôn vinh nhất đến tất cả các bà, các mẹ, các chị em, chúc cho chị em phụ nữ sẽ có một ngày của mình thật hạnh phúc. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Tin nóng Ngày 19 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Đỗ Quang Mạnh, 21 tuổi, trú xã Ia Cao, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về tội giết người. Trước đó, vào ngày 7 tháng 10, đối tượng Mạnh đã va chạm giao thông với một người đàn ông điều khiển xe ô tô trên đường Hà Huy Tập, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi va chạm giao thông, mạnh đã đuổi theo xe ô tô và tranh cãi, sau đó dùng dao chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát vào người điều khiển ô tô khiến nạn nhân tử vong, đồng thời chạy trốn khỏi hiện trường. Sau 5 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Đỗ Quang Mạnh khi đang bỏ trốn ở phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Được biết đối tượng Mạnh vừa ra tù được 3 ngày về tội cố ý gây thương tích thì xảy ra vụ việc trên. Thưa quý vị thính giả, sau hai lần hoãn, ngày 19 tháng 10 Tòa án Nhân dân huyện Vân Canh đã mở phiên tòa hình sự, xét xử, sơ thẩm và tuyên phạt mức án 3 năm tù với bị cáo Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 2000, 2 năm tù giam đối với bị cáo Lê Văn Thảo, sinh năm 2005 và 12 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Em, sinh năm 2003 về tội đe dọa giết người. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân giữa mình và vợ cũ là TP, tên viết tắt, trú huyện Vân Canh, khi chị B dọn về nhà cha mẹ ruột ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh sinh sống, Hùng đã nhiều lần có hành vi đe dọa sẽ giết cả gia đình của chị B. Ngày 18 tháng 6, với mục đích giết cả nhà chị B, Hùng nhờ Thảo và em ném bom xăng vào nhà cha mẹ chị B, khiến mọi người trong gia đình hoảng sợ. Hành vi của bị cáo đã đe dọa, xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự và gây tâm lý hoang mang cho người dân tại địa phương. Cơ quan điều tra công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1965, trú tại huyện Thái Thụy về tội giết người. Dũng đã dăng dây điện quanh ruộng lúa bảy chuột khiến hàng xóm tử vong. Trước đó, bà Hà Thị Phương bàn hoàng khi được tin chồng là ông Trần Văn Thoan, sinh năm 1957, tử vong do bị điện giật tại ruộng lúa của gia đình ông Nguyễn Văn Duẩn, sinh năm 1965, trú cùng địa phương. Ngay sau khi ông Thoan tử vong, nhận ra hành vi của mình là trái pháp luật, Duẩn đã ra đầu thú trước cơ quan công an. Dũng khai nhận từ khoảng đầu tháng 7 năm 2022 do ruộng của gia đình thường xuyên bị chuột phá hoại nên đã mua các dụng cụ gồm một bình ắc quy, một bộ kích điện, hai bóng đèn quả nhót, 2 kg thép, sau đó mang ra ruộng đặt bẫy điện. Chiều ngày 18 tháng 8, sau khi đã đấu nối hệ thống điện bẫy chuột xong, thì Dũng về nhà ăn cơm. Đến 19 giờ 45 phút, Dũng ra ruộng để kiểm tra, thì phát hiện ông Thoan đã tử vong. Trên tay còn cầm sợi dây điện đã đứt. Sự việc đau lòng trên là lời cảnh báo đến các hộ nông dân trong quá trình sản xuất cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, có biện pháp bảo vệ mùa màng thích hợp, không gây ảnh hưởng đến môi trường và tính mạng của con người. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Quý tín giả thân mến, có thể quý vị vẫn còn đang sốc và khó tin với những gì xảy ra trong đoạn clip được ghi lại trên mạng xã hội những ngày qua nhưng đó là sự thật <cười> <cười> Ồ, giờ có Và đó là nội dung đoạn hội thoại giữa một nữ sinh với thầy giáo đã gây bão, được biết vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Báo chí vào cuộc với những diễn biến của vụ việc, từ thông tin nữ sinh phải nghỉ học tại nhà vì sốc tâm lý đến cách xử trí của nhà trường, của sở. Và trong khi đa phần đều tập trung hai chủ thể chính trong câu chuyện này là nữ sinh và hiệu trưởng của trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thì hình như không ai quan tâm hay chú ý đến một chủ thể chính khác, đó là thầy giáo Vâng, có vẻ như không ai quan tâm đến tâm lý của thầy giáo sẽ ra sao khi tình huống trong lớp học bị cả xã hội đánh giá phán xét. Thầy có sốc, có đau khổ khi bạn bè, người thân và cả những người không quen biết một tình huống có thể là cá biệt khi đứng trên bục giảng mà bị trò văn tục, xưng hôn mày tao hay không. Ở nhà con cái mà hỗn hào khiến cho cha mẹ xấu hổ với hàng xóm như thế nào thì ngự bình tinh. Thầy giáo bị học trò hỗn hào cũng xấu hổ như thế. Và để có thêm nhiều góc nhìn trong câu chuyện này, xin được chia sẻ phần bình luận của tác giả Huyền Như trong tiểu mục đóng trên mặt báo ngay sau đây. Ngày 16 tháng 10, ông Hà Văn Thọ, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã xác nhận sự việc xảy ra tại trường hôm 13 tháng 10. Nữ sinh đã nhận sai, giáo viên chủ nhiệm đang động viên em đến lớp trở lại, trong video khoảng 5 phút lan truyền trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 12 liên tục sử dụng từ ngữ tục tiểu, xưng mày tao với thầy giáo trước mặt bạn bè trong lớp. Nữ sinh cho rằng bị thầy giáo giật lỗ tai và chất vấn, ông quyền gì cấm tôi. Thầy giáo trách nữ sinh về cách ứng xử ở nơi đông người, rồi mất bình tĩnh gọi học trò là mày, mắng nữ sinh là bố láo, mất nết. Thầy cho rằng nữ sinh hỗn láo từ đầu năm đã được nhắc nhiều lần. Thầy giáo sau đó yêu cầu nữ sinh ra ngoài khi học sinh tiếp tục văn tục. Theo hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, nhà trường và phụ huynh đang tìm hiểu sự việc, tìm cách giáo dục uống nắng để học trò nhận thấy cái sai, cái thiếu chuẩn mực và sửa đổi. Ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết, thầy giáo trong video là người hiền lành nhưng thiếu kinh nghiệm khi đôi con với học sinh. Ông Quỳnh cho rằng cách xử lý trong tình huống này là ngưng tiết học và báo lên ban giám hiệu nhà trường để có hướng xử lý phù hợp sau sự việc thì hiệu trưởng nhà trường cũng đã có tâm thư trong đó bày tỏ các em học sinh như những cây măng khó có thể chịu sức gió như bão của dư luận và lo lắng không hình dung được những cây măng này sẽ gãy đổ ra sao nhận trách nhiệm giáo dục về nhà trường thầy hiệu trưởng cũng viết những lời nhân văn chúng tôi mong muốn mọi người cùng đồng hành và chia sẻ cùng nhà trường giáo dục những em học sinh chưa ngoan để các em tốt hơn khi rời khỏi ghế nhà trường Vâng, thưa quý thính giả, sự nhân văn trong môi trường giáo dục là điều cần phải có, nhưng nó không nên chỉ dành riêng cho học trò mà cho cả những người thầy nữa. Làm sao để giáo viên đứng trên một giảng mà không phải canh cánh nỗi lo mọi cử chỉ đều bị quay, chụp và phán xét bởi toàn xã hội? Làm sao khi sự việc xảy ra, họ sẽ được bảo vệ quyền riêng tư, cái tôi, lòng tự trọng của nhà giáo và họ được xử trí công bằng chứ không phải bị mang ra đấu tố trước các hội đồng? Một chuyên gia làm trong ngành giáo dục đã nói, thầy cô bây giờ có một hội chứng tâm lý mà ông tạm gọi là tự vệ nghề nghiệp. Họ thu mình và chọn cách an toàn khi đứng lớp, không mắng mỏ, không nặng lời, thậm chí là vô cảm trước các hành vi của học trò. Từ bao giờ họ trở thành mái dạy và đánh mất đi phẩm chất nhà sư phạm cần có của mỗi người thầy? Từ bao giờ nghề giáo trở thành nghề nguy hiểm? Vâng ạ. À đây mới là điều đáng lo ngại về lâu dài, chứ không dừng lại ở bất cứ một vụ việc đơn lẻ nào. Khi dạy chữ không còn đi kèm với dạy người sẽ là thảm họa không chỉ với từng gia đình học sinh mà với toàn xã hội. Việc giáo dục đạo đức, kỹ cương trong nhà trường luôn đặc biệt quan trọng. Nhưng để nó hiệu quả và không hình thức, cần có sự công tâm với chính những người thầy thầy sai hay đúng cần xem xét đánh giá rút kinh nghiệm hay có kỷ luật thì phải được cân nhắc bởi những người có trách nhiệm trong môi trường giáo dục đó chứ không phải bởi cả xã hội. Dù thầy sai đúng thế nào, việc học trò hỗn hào với thầy cô là không thể chấp nhận. Nếu một môi trường giáo dục thiếu kỷ cương, thiếu sự nghiêm minh, rạch ròi giữa sai và đúng, tôn trọng những giá trị về đạo đức thì sẽ khó cho ra lò những thành viên biết tuân thủ pháp luật và duy trì những nền tảng đạo đức phổ quát của xã hội. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại nội dung Khi giáo viên trở thành nghề nguy hiểm của tiểu mục đóng trên mặt báo ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình là những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý trong tiểu mục Đông Tây Chuyển Động. Tiểu mục Đông Tây Chuyển Động Thưa quý tính giả, một tác dụng phụ thường gặp trong quá trình hóa xạ trị ung thư là rụng tóc. Những mái tóc duyên dáng thưa rụng dần sau mỗi đợt điều trị đã khiến nhiều bệnh nhân ung thư mặc cảm. Cái răng cái tóc là gốc con người, với phụ nữ, mái tóc chính là vẻ đẹp, mang lại sự tự tin. Thế nhưng với bệnh nhân ung thư phải điều trị bằng hóa chất, họ phải đau đớn từ bỏ đi mái tóc dài dù chẳng hề mong muốn. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Bệnh viện K đã tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí và trao tặng tóc cho các bệnh nhân ung thư. Mái tóc dài vốn có cứ rụng dần sau nhiều lần điều trị hóa chất. Chị Hà Tuyết Nhung cảm thấy rất tự ti và không dám gặp ai. Ngày hôm nay, được đội lên đầu bộ tóc mới, chị rất xúc động. Chị Hà Tuyết Nhung, tỉnh Phú Thọ chia sẻ. Rất là đi ra đường, rất là ngại, xấu hổ. Tóc của tôi thì nó đang dụng rất là nhiều, thực ra nó vẫn còn nhưng mà là hôm nay tôi vẫn đăng ký vì tôi thấy là tóc của nhà Hảo Tâm là rất là đẹp, như tóc thật. Bé Vũ Tuệ Lâm, 11 tuổi, khi đọc được thông tin từ Bệnh viện ca đã mong muốn được hiến tặng mái tóc dài của mình cho bệnh nhân ung thư. Bé Vũ Tuệ Lâm, Hà Nội cho biết không, thế tại con nghĩ là tóc mình dài như này là do mình nuôi thì mình lại có thể nuôi lại được. Chị Đỗ Thị Thanh Hà, Hà Nội nói. Ừ, mình thì vui, tại vì họ sẽ có một bộ tóc sẽ đẹp. Hơn. Những mái tóc được dệt từ tóc thật do cộng đồng hiến tặng trong chương trình Tóc cho bệnh nhân ung thư, những sợi tóc đã trở thành cầu nối yêu thương của cộng đồng dành cho bệnh nhân ung thư với thông điệp bao nhiêu sợi tóc bấy nhiêu sợi tình. Ông Nguyễn Bá Tĩnh, trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện ca cho biết. Với phụ nữ thì mái tóc là một cái đặc sản là một cái, cái 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 vẻ đẹp mà của người tâm hồn của người phụ nữ và chắc chắn rằng là vẻ đẹp đó sẽ càng nhân rộng hơn khi mà những người phụ nữ lành bệnh hoặc là 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 phụ nữ ở các nơi có thể chia sẻ cái mái tóc của mình dành cho những người bệnh ung thư. Hơn 150 mái tóc đã được tặng cho các bệnh nhân đang điều trị ung thư tại bệnh viện. Mái tóc dài khi được hiến tặng lại được sống thêm một lần nữa. Giờ đây, các nữ bệnh nhân ung thư có thể tự tin bước chân ra thế giới bên ngoài để sống một cuộc đời hạnh phúc ý nghĩa hơn. Thưa quý thính giả, hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho chị em phát triển kinh tế gia đình, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ, hỗ trợ gạo cho gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn khó khăn. Đó là những việc làm thiết thực và hiệu quả của mô hình Phụ nữ chăm An Giang, trực thuộc Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh đã được ghi nhận. Để hiểu rõ hơn về những chương trình chung tay đóng góp vì cộng đồng của phụ nữ Chăm An Giang, mời quý thính giả cùng lắng nghe ghi nhận sau đây. Thánh đường hội giáo Esan, hội phụ nữ Chăm An Giang trao đổi cùng ban đại diện cộng đồng hội giáo tỉnh và chính quyền địa phương về danh sách các hộ khó khăn được giúp đỡ. Trong tháng 10 này, xã Đa Phước, huyện An Phú sẽ có 10 hộ được tặng gạo. Dù trời mưa nhưng như thường lệ, đích thân các tổ trưởng trong hội sẽ đi trao phần quà đến tận tay các gia đình chị Sakiro, tổ trưởng tổ 2, hội phụ nữ chăm An Giang, cho biết, Đi phát gạo hàng tháng, mỗi lần đi phát đều rất vui khi tham gia. Mình thấy rất là vui khi đến nhà các cụ già, người neo đơn, trẻ mồ côi. Họ rất là vui mừng khi đón phần quà của mình. Tuy rằng ít nhưng cũng có rất nhiều ý nghĩa thu hút số đông tham gia bởi mỗi tháng mỗi hội viên chỉ đóng góp 10.000 đồng. Nguồn quỹ này có thể hỗ trợ cho những trường hợp bệnh hoạn, tai nạn cần thiết khác. Và đặc biệt hàng tháng, số tiền ấy lại có thể dùng để hỗ trợ gạo cho 20-30 đến hộ khó khăn. Bà Seyma, hộ cận nghèo ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, chia sẻ. Cô hôm qua thăm hoài, rồi giúp đỡ cho hai vợ chồng già, ông tôi bị gãy giò, vui mừng lắm khách tôi xin cảm ơn. Chị Siti Hara, Phó trưởng ban từ thiện xã hội ban đại diện cộng đồng hội giáo tỉnh An Giang nói: Ngày 15 tây hàng tháng thì mình sẽ đi hỗ trợ gạo cho những cái đối tượng mà được à, tổ trưởng đề nghị. Tiền vĩ vẫn là số tiền mà hội viên đóng. Bên cạnh đó, à, mình cũng sẽ phải vận động mạnh thượng quân ở bên ngoài. Hội cũng đang triển khai mô hình hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Các hoạt động này được xem là bước tiến quan trọng và vô cùng ý nghĩa đối với phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số chăm địa phương theo đường hướng của hội giáo Islam là đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc. Và bây giờ là những sự việc câu chuyện gây chú ý xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị thính giả, cô Rumisa Cheoji ở Thổ Nhĩ Kỳ là người phụ nữ cao nhất thế giới với chiều cao 2,15m. Mới đây, cô đã có chuyến bay đầu tiên trong đời mình. Hãng hàng không Turkish Airlines đã dành riêng 6 chỗ trên máy bay để phù hợp với hình thể của chị Georgie. Rumisa Georgie đã bay 13 giờ đồng hồ từ Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ tới San Francisco Mỹ. Nữ kỹ sư phần mềm 25 tuổi này có kế hoạch ở lại Mỹ trong vòng 6 tháng. Chuyến đi của cô nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh cô đang mắc phải là hội chứng Waver. Đây là một hội chứng đột biến gen đặc biệt hiếm gặp khiến xương phát triển một cách quá mức. Tuy nhiên, cơ thể những người mắc bệnh lại rất yếu và phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe. Cả thế giới hiện chỉ mới ghi nhận 50 ca mắc hội chứng này. Mới đây, một người thích ăn chân gà đến từ Nam Phi đã gây ấn tượng bằng cách lập kỷ lục thế giới. Người phụ nữ đã ăn 121g chân gà trong vòng 60 giây, gấp đôi những người cùng tham gia tranh tài để lập kỷ lục thế giới. Trước khi bắt đầu, giám khảo chính thức từ tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đưa ra 4 chiếc bát đựng 300g chân gà cho 4 người tham gia, yêu cầu đưa ra là mỗi lần chỉ được phép ăn một chân gà. Ai ăn hay gấp nhiều chân gà một lúc sẽ bị loại. Mỗi người tham gia có một chiến lược khác nhau. Trong khi đó, Vô Du Quê Thu Si Manile miệt mài ăn tập trung hết từng cái chân gà và Vô Du Mê Thu Si Manile ăn khoảng 3 chiếc chân gà trong 60 giây để giành chiến thắng cuối cùng. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tiểu mục cà phê không đường với câu chuyện chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học mới. Tiểu mục chuyện ngày mới, nữ quân nhân biên phòng tỏa sáng trên mọi mặt trận. tiếp tục chương trình là một câu chuyện đáng quan tâm khác của ngành giáo dục, đó là tình trạng lạm thu đầu năm học mới. Để chấn chỉnh tình trạng này, thì Sở Giáo dục và Đào tạo nhiều địa phương trong cả nước đã ban hành công văn hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023. Tuy nhiên, trên thực tế, cá biệt một số trường học tại địa phương vẫn tổ chức thu nhiều khoản ngoài danh mục hoặc thu quá số tiền quy định bằng nhiều hình thức khác nhau, gây nên nhiều ý kiến từ phía phụ huynh. Câu chuyện được phản ánh tại tỉnh Thanh Hóa. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi trong tiểu mục Cà phê không đường ngày sau đây. Tiểu mục Cà phê không đường. Tại trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1, những ngày vừa qua, phụ huynh học sinh đã phản ánh ngôi trường đã đưa ra mức thu chi sai quy định, gây bức xúc trong dư luận. Danh sách các khoản thu đầu năm được thông báo gồm 14 đầu mục với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Ngoài các khoản theo quy định như là bảo hiểm y tế, học phí, nước uống, gửi xe, xuất hiện rất nhiều các khoản thu bất thường khác như quỹ lớp, hội phụ huynh 500.000 đồng một em, xã hội hóa 400.000 đồng một em quỹ lớp 100.000 đồng một em, khảo sát học thêm 360.000 đồng một em, lao động 30.000 đồng một em, khuyến học huy động thêm 212.000 đồng một em, vân vân đáng chú ý, các khoản thu vừa liệt kê đều không thuộc danh mục được phép thu đầu năm học. Riêng khoản thu sổ liên lạc điện tử, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định cơ sở đào tạo được thu tối đa là 50.000 đồng, một học sinh một năm học. Nhưng tại trường trung học phổ thông Đông Sơn một mức thu là 150.000 đồng, cao gấp 3 lần so với quy định. Ông Nguyễn Thành Khôi, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đông Sơn 1, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Chúng tôi xin khẳng định là đây chỉ là cái dự kiến của nhà trường và 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 chưa có bất kỳ một cái cái, cái uh, giống như là các cái báo thời gian vừa qua đã đưa tin. Thì tất nhiên là sau cái, 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 cái sự việc này, chúng tôi đã họp giáo viên chủ nhiệm để chấn chỉnh lại và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục họp các tri bộ trưởng phụ huynh để quán triệt lại cái tinh thần các cái văn bản hướng dẫn của bộ, của hội đồng nhân dân tỉnh, của sở giáo dục theo văn bản hội đồng nhân dân tỉnh thanh hóa đã ban hành các khoản thu đầu năm rất chi tiết rõ ràng đây là cơ sở để ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể hơn về thu chi cho các trường học và các phụ huynh nắm bắt tuy nhiên trên thực tế ghi nhận vẫn có cá biệt một số nhà trường chưa nghiêm túc chấp hành theo quy định Tiếp theo là danh sách các khoản thu của trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng thành phố Thanh Hóa. Việc thu quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh trường và tiền quỹ lớp đều dựa theo hình thức chia bình quân. Tương tự việc chia đều này, trường còn tổ chức dạy thêm cho học sinh từ chiều đến 18 giờ tối với 2 3 lớp học. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường lại khẳng định đây là lớp học đội tuyển vào buổi tối. Ông Dương Lê Hoàng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ cái quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh thì nhà trường đầu năm cũng có ý kiến là bỏ cái quỹ này đi nhưng mà chi hội trưởng và các đồng chí trong ban chấp hành chi hội và trong ban chấp hành hội cha mẹ học sinh của trường ấy, thì cũng có ý kiến là để hội hoạt động thì riêng những cái việc như là thăm hỏi hiếu hỉ, rồi là động viên các con khi có thành tích thì hội cha mẹ học sinh vẫn cần những cái nguồn kinh phí để hoạt động trong khi ngân sách nhà nước chưa thể đáp ứng được tất cả các chi phí cho ngành giáo dục, thì việc xã hội hóa là điều cần thiết. Tuy nhiên trong trường hợp này, chia đều số tiền phải nộp lại là không công bằng với tất cả học sinh. Ngay khi nhận được phản ánh về những vấn đề về thu chi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã xác minh, kiểm tra và kiên quyết chấn chỉnh nếu thực sự tồn tại những khoản thu không đúng quy định tại các nhà trường. Bà Phạm Thị Như, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói về quan điểm của phòng giáo dục và đào tạo thì chúng tôi sẽ uh, nghiêm khắc uh, nhắc nhở cũng như là chấn chỉnh và hiệu trưởng là uh, người đứng đầu phải là chịu trách nhiệm trước phòng giáo dục và đào tạo, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố uh, về tất cả những cái uh, nội dung mà thu còn chưa đúng. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết thì thực ra thì chúng tôi có đi kiểm tra một số cái đơn vị thì thấy rằng là các đơn vị hiện nay đa số đều đang dự thảo và họp cho học sinh để bàn bạc về các khoản thu này. À, đối với một số đơn vị mà có những cái khoản thu ngoài quy định là sở giáo dụng chấn chỉnh và nếu mà vẫn tiếp tục vi phạm thì sẽ phải xử lý theo quy định. Thế còn đa phần thì các đơn vị đều chưa 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 thu mà mới là dự thảo và xin ý kiến các đơn vị để bảo đảm công khai minh bạch trong thu chi các khoản ngoài ngân sách ở các trường, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục kiểm tra rà soát, đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị cố tình vi phạm quy định trong thu chi đầu năm học mới. Tiếp theo chương trình là cụm tin nóng về tình hình an ninh trật tự. Mời quý vị thính giả tiếp tục lắng nghe. Tin nóng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng các sở ngành của tỉnh, tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại 18 mỏ, chủ yếu là các mỏ đá. Qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm trong khai thác khoáng sản. Vi phạm phổ biến của doanh nghiệp là khai thác ra ngoài ranh giới được cấp phép, khai thác vừa công suất, khai thác không đúng các thông số độ cao, độ dốc sườn, tầng, chưa nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chưa lắp đặt trạm cân kiểm soát tại trọng xe, chưa ký hợp đồng thuê đất, nhưng đã tổ chức khai thác, chưa thực hiện nghiêm các phương án bảo vệ môi trường. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đang tổng hợp kết quả kiểm tra và sẽ báo cáo đề xuất tỉnh Đồng Nai hướng xử lý, chấn chỉnh sai phạm. Đồng Nai là tỉnh có trữ lượng đá xây dựng lớn nhất miền Nam. Toàn tỉnh có khoảng 30 mỏ đá đang khai thác với công suất hàng chục triệu mét khối mỗi năm. Những năm qua, khai thác đá ở Đồng Nai đã gây ra nhiều hệ lụy với môi trường, người dân rất bức xúc. Chuyển sang thông tin về giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang phối hợp với lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong trên quốc lộ 51. Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 19 tháng 10, tại quốc lộ 51 thuộc tổ 2, khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, anh Nguyễn Minh tỉnh, sinh năm 1983, tỉnh Bình Định, điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51D47825 kéo theo rơ mốt biển kiểm soát 51R19257 lưu thông theo hướng từ khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 đi tỉnh Đồng Nai. Khi đi đến vị trí trên, chuyển hướng rẽ phải vào quốc lộ 51 thì xảy ra va chạm giao thông với xe mô tô mang biển kiểm soát 70L142306 do ông Kiều Văn Đắc, sinh năm 1965, lưu thông cùng chiều. Hậu quả, ông Đắc tử vong tại hiện trường. Được biết, ngày 17 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế tỉnh với lỗi vi phạm đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Ngày 19 tháng 10, lực lượng chức năng quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa một xe tải và xe ba gác máy làm một người đàn ông chết tại chỗ. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày. Xe tải mang biển kiểm soát 51D 57814 do một nam tài xế điều khiển lưu thông từ trạm ép cân giấy phế liệu ra đường dẫn dưới chân cầu Bình Thuận, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Lúc này chiếc xe tải bất ngờ va chạm với xe ba gác máy chở củi chạy gần đó do một người đàn ông trung niên điều khiển. Cú va chạm khiến chiếc xe ba gác lật ngửa. Hậu quả, lái xe ba gác thiệt mạng. Ghi nhận tại hiện trường hai phương tiện hư hỏng nhiều bộ phận, phần đầu xe tải bị biến dạng, vụ việc khiến giao thông qua khu vực cầu Bình Thuận bị ùn ứ. Tiểu mục chuyện ngày mới. Quý thính giả thân mến, đối với bộ đội biên phòng Tây Ninh, số lượng nữ giới chiếm tỷ lệ không cao, nhưng gần như ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của bộ đội biên phòng tỉnh đều có đóng góp của các nữ quân nhân. Đúng vậy, bằng tinh thần nhiệt huyết, năng động sáng tạo của ban chấp hành Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và sự nỗ lực vươn lên của các hội viên, các nữ quân nhân biên phòng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tiểu mục Chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự đặc biệt về những nữ quân nhân biên phòng tỏa sáng trên mọi mặt trận. Năm năm qua, 2015 đến năm 2022, bằng tinh thần nhiệt huyết, năng động, đoàn kết và sự nỗ lực vươn lên, cán bộ hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa làm tốt công tác chuyên môn, vừa xây dựng tổ ấm hạnh phúc và tích cực tham gia công tác hội. Có thể thấy, phụ nữ bộ đội biên phòng Tây Ninh dù đảm nhận nhiều công việc khác nhau trên từng cương vị công tác, chị em đã khắc phục khó khăn, đoàn kết sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ phục vụ sẵn sàng chiến đấu như thông tin, kiểm thể cửa khẩu, phục vụ đảm bảo như tài chính, nuôi quân. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ hội viên luôn chấp hành nghiêm chế độ giờ giấc làm việc, lễ tiết tác phong quân nhân tích cực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đơn vị. Với trách nhiệm được giao và nghĩa tình của người lính, những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã và đang tích cực tham gia nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới và triển khai nhiều phong trào, hoạt động phương hướng về người nghèo ở khu vực biên giới. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết thì trong nhiệm kỳ qua đại hội phụ nữ biên phòng tây ninh đã tích cực tham mưu cho bộ chỉ huy triển khai thực hiện tốt các cái chương trình đề án mô hình phần việc đặc biệt thì trong năm trong năm năm qua thì thực hiện triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua là phụ nữ bộ đội biên phòng đoàn kết sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện các cái mô hình như trong các cái chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương góp vốn cho phụ nữ thoát nghèo ở vùng biên rồi là các cái đặc biệt là trong cái khi mà covid tình hình covid ở trên địa bàn của tỉnh và thực hiện cái chỉ thị 15 16 về giãn cách xã hội thì hội phụ nữ đã tích cực làm tham mưu cho bộ chỉ huy và phối hợp với các đơn vị biên phòng trong toàn tỉnh thực hiện nhiều cái hoạt động có ý nghĩa như là chiến xe không đồng rồi là hỗ trợ đỡ đầu trong cái chương trình là mẹ đỡ đầu. Đặc biệt gần 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tạo ra những khó khăn thử thách chưa từng có đối với đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu. Cùng với đồng chí đồng đội, những nữ quân nhân biên phòng đã đối diện cuộc chiến khốc liệt mang tên Covid-19 với ý chí mạnh mẽ nhất, chống dịch như chống giặc. Lĩnh hội tinh thần đó, Hội viên phụ nữ triển khai mô hình tiếp sức hậu phương vững lòng tiền tuyến, cử hội viên chăm lo cho gia đình cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Thiếu tá Lê Thị Cẩm Loan, chủ tịch Hội phụ nữ Bộ đội biên phòng Tây Ninh chia sẻ thêm. Hội phụ nữ lúc đó đã thấy là cần lắm sự chăm sóc đối với gia đình để các anh em chiến sĩ trên khu vực biên giới an tâm công tác. Bởi vì cái lúc đó là việc đi lợi rất là khó khăn nên cái mô hình này nó nó được chị em bàn bạc và quyết định triển khai thực hiện và tụi mình đã phân công nhau đến từng gia đình của cán bộ chiến sĩ để mà chăm sóc cho các chị khi mà sinh nở không có người thân ở bên kế bên thay chồng của các chị là đồng nghiệp của mình để chăm lo cho các chị trong khoảng thời gian đó thì điều đó nó không chỉ mang đến tình cảm ấm áp cho gia đình mà cũng làm cảm thấy là mình đã làm được một điều gì đó góp phần cùng với đơn vị vượt qua cái đại dịch. Không chỉ ghi dấu ấn trong các phong trào thi đua, hội viên phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh còn tích cực tham gia công tác hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phụ nữ. Bên cạnh công tác vận động, hướng dẫn hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chị còn tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chị Kim Thị Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh nói. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Hội Phụ Nữ Biên Phòng đã góp phần vào cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như là góp phần bảo vệ cái an ninh biên giới quốc gia và góp phần cùng với phong trào phụ nữ toàn tỉnh trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong 5 năm qua, 2015 đến năm 2020, Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt các phong trào hoạt động hội phụ nữ đề ra. Bên cạnh việc duy trì và nuôi dưỡng những hoạt động mang tính nhân văn, phát huy sức mạnh tổng hợp, các hành động đẹp của từng cá nhân để nhân rộng, hội còn làm tốt việc tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị, được Đảng ủy, bộ chỉ huy đánh giá cao. Có trên 80% cán bộ hội viên được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng, trong đó có 13 lượt hội viên đạt trên 25% danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 16 hội viên đạt trên 55% danh hiệu, chiến sĩ tiền tiến và nhiều giấy khen các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thao trong và ngoài lực lượng. Những việc làm của những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã góp phần làm dày thêm thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Có thể thấy, tuy mỗi người một công việc, chuyên môn khác nhau, nhưng mỗi chị em Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đều sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó xây dựng được hình ảnh đẹp của nữ quân nhân biên phòng năng động, sáng tạo trong công việc, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Xin chúc cho các nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng Tây Ninh luôn khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Và thưa quý thính giả, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, Ngự Bình và Tuyết Vân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.